Do có nhiều bạn hỏi quá nên trong kỳ này mình sẽ trả lời câu hỏi nên học ngôn ngữ lập trình nào đầu tiên nha. Trước khi chọn học ngôn ngữ nào thì các bạn phải biết ngôn ngữ lập trình là gì. Thì ngôn ngữ lập trình là tập hợp các câu lệnh theo quy tắc nhất định để giúp chúng ta giao tiếp với máy tính và để máy tính có thể hiểu và thực hiện một số công việc nhất định. Vậy có bao nhiêu ngôn ngữ lập trình? Câu trả lời là nhiều, rất nhiều. Nào là Ruby, Pascal, C, C Sharp, C++, Object C, Java, vân vân. Có quá nhiều ngôn ngữ lập trình như vậy thì nên học ngôn ngữ lập trình nào đầu tiên? Thì sẽ có hai lựa chọn cho bạn. Một là C, C++, Java. Hai là Python. Tại sao lại là C, C++, Java? Bởi vì các ngôn ngữ này rất cơ bản. Học chúng, bạn sẽ biết được tường tận gốc gác về lập trình và lại còn học một biết 10. Thành thạo những ngôn ngữ này thì bạn học ngôn ngữ khác rất easy. Hơn nữa, với việc đã ra đời từ lâu, các ngôn ngữ lập trình này còn có một khối lượng kiến thức phong phú trên mạng. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và học hỏi. Và cuối cùng thì khi xây dựng một ứng dụng high performance thì C, C++, Java vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Còn tại sao lại học Python đầu tiên? Đơn giản vì nó rất dễ học. Python hiện tại cũng đã được đưa vào giảng dạy ở nhiều trường đại học danh giá và nổi tiếng. Tính ứng dụng rất cao, đặc biệt là trong AI và bảng biểu. Học các ngôn ngữ khác khá là nhàm chán khi nhiều thứ phải quan tâm để tránh bị lỗi và có thể chạy thành công được. Còn học Python thì học ít nhưng lại làm được nhiều thứ lớn lao. Bạn sẽ rất hứng thú trong học tập. Nói thế không có nghĩa là không nên sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác. Mỗi ngôn ngữ đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Ví dụ như PHP, JS thì sinh ra để làm web. C Sharp thì chuyên về ứng dụng Windows. C, C++ là cho lập trình nhúng. Còn để khởi đầu thì mình vẫn nghĩ các bạn nên chọn một là Python, hai là C, C++, Java. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.